Đây là bình Mikuni của Indo nghe nè, đây là xài ok lắm nha anh em. Anh em nào ở xa mình canh chỉnh sẵn luôn nha anh em. Đây sang Indo Mikuni ngọt ngào. Này mình ghim là lâu quá nghe nè, sợ xe hấp thôi. Anh em nào xem canh chỉnh sẵn rồi, anh em nào lại trực tiếp thì mình nhắn vô canh chỉnh luôn nha. Chạy mất hụt ngồi rồi, chạy mất ngon. Rồi anh em là cần liên hệ nha, ship toàn quốc nha nè, xa canh sẵn cho anh em.